chính quyền thành phố Hà Nội sai phạm hàng loạt trong việc quản trị đất đai và đầu tư, tin từ Hà Nội. Theo kết quả thanh tra của Thanh tra Chính phủ Cộng sản Việt Nam, thành phố Hà Nội đã sai phạm rất nhiều trong việc quản trị ngân sách, tài chánh, đất đai, chậm công khai kết toán tài chánh, thu chi ngân sách, quản trị việc cho thuê nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước. Nhiều tổ chức cá nhân đã ù lì không nộp tiền cho ngân sách nhà nước trong nhiều năm, đặc biệt là đất đai đã được sử dụng sai mục đích. Chính quyền Hà Nội cũng đã không giải quyết những sự xây cất trái phép sử dụng đất công cho mục đích cá nhân. Trong tháng 10 năm 2002, Ủy ban Nhân dân Hà Nội đã quyết định cho Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đình xây dựng khu thương mại Mỹ Đình trái pháp luật. Ngoài ra, thì chính quyền Hà Nội đã giao đất cho một số dự án nhưng trì hoãn thu tiền sử dụng đất, một số hợp đồng đã ký lại không chịu bàn giao đất. Thành phố cũng đã ù lì bồi thường cho người dân bị thu hồi đất để thực hiện các công trình dự án. Tình trạng lấn chiếm đất công để xây dựng cho thuê trái phép đã không được xử trị. Qua bản phúc trình, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp thu hồi đất đai bị giao cho chủ đầu tư trái với luật. Đối với việc quản trị đất đai, Thanh tra Chính phủ đề nghị các dự án phát triển thành phố phải được thực hiện qua hình thức đấu giá công khai và minh bạch. Những việc làm sai trái của thành phố Hà Nội rõ rệt là hành động tham ô, chiếm công vi tư, nhưng bản phúc trình không hề đề nghị xử phạt hình sự đối với các cơ quan, tổ chức hay cá nhân đã làm sai trái.